Ê mày. Ấy. Sao tự nhiên hôm nay tụi nó lại thích tao rồi? Bánh snack là sao? Trời ơi, thì tao tổ chức cái fan meeting này cho mày. Từ nãy giờ mày không tới á, là các em cũng khen mày đẹp trai, học giỏi, nói chung là dành nhiều tình cảm yêu quý cho mày lắm. Vì thế cho nên là tao mới mua cái bánh để tao tặng cho các bạn, như là có quà mang về cho các bạn vui. 280 ngàn. Trả tao đi 280. 280 ngàn? Ờ. Mày khùng à? Tao có kêu mày tổ chức fan meeting cho tao đâu. Tao không biết gì đâu. Mày kêu tao ra đây là vì có kèo thơm, có gái đẹp tao mới ra chứ. Ủa chứ kèo này không thơm à? Mấy bạn không đẹp hả? Trời ơi, mày coi mày nói chuyện là kỳ kỳ. Mày nghĩ đi nè, hôm nay vừa các bạn đẹp, thơm gặp mày, fan mày bây giờ là mày là thành idol giới trẻ rồi. Nè các bạn, xé ra ăn đi. Cái này Long mua nó tặng các bạn á. Ủa, sao anh làm vậy ta? À, cái này là bí mật nha. Long nó mới đạt được học bổng. Thằng này nó học giỏi, đẹp trai mà nó còn ga lăng nữa. Đúng là thần tượng của giới trẻ luôn. Anh giỏi vậy hả anh? Giỏi thiệt, nhưng mà nó chỉ có một cái tật thôi, nó là khiêm tốn. Cho nên lát mà nó tới các bạn đừng có nhắc gì nói nó chối đó nha. Với lại đừng có làm cho nó ngại. Ê, Long! À, mày... Đó, fan này đó, fan này đó, fan girl đó, đó đó. Thần tượng, thần tượng, thần tượng. Chào mấy em. Ờ, đẹp trai ha, ha. Anh Long ăn chưa? Ăn gì ạ? Ăn rồi, nó ăn rồi, nó ăn rồi, nó ăn rồi. Chuẩn bị cho các bạn yên tâm nha. Đó, cái này là fan girl mày đó, khen mày từ nãy giờ, khen suốt luôn. Chụp hình, đi qua chụp hình với các em đợi nãy giờ. Đi, 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 nhanh, nhanh, nhanh. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Đi qua đây, đi, đi, tôi đứng đây, tôi chụp cho, cái góc nằm đây. Đó, rồi, rồi, rồi. Thân mặt vô, vô, đưa hai tay ra, thân mặt vô, thân mặt vô. Thân mặt vô, rồi qua đây nè. Ok, cái nữa nè. Ok, tuyệt vời. Yes, cảm ơn mấy em. Ok, qua đây, qua đây, qua lại, qua lại, qua lại. Đó. Cảm ơn anh Long nha. Nhờ có anh Long mà tụi em được ăn ngon như vậy. Ừ. Cuối tuần này anh rảnh không? Em mời anh đi uống nước. Anh rảnh chứ, đi uống nước nhá. Mình đi uống trà sữa nha. Thế thôi, tụi em về cảm ơn món quà của anh Long nha. Có dịp cuối tuần gặp em gửi địa chỉ cho sau. Em xong nha. Ê. Chào các bạn nha. Ê mày. Ê. Sao tự nhiên hôm nay tụi nó lại thích tao rồi? Bánh snack là sao? Trời ơi, thì tao tổ chức cái fan meeting này cho mày. Từ nãy giờ mày không tới á, là các em cũng khen mày đẹp trai, học giỏi, nói chung là dành nhiều tình cảm yêu quý cho mày lắm. Vì thế cho nên là tao mới mua cái bánh để tao tặng cho các bạn, như là có quà mang về cho các bạn vui. 280 ngàn. Trả tao đi 280. 280 ngàn? Ờ. Mày khùng à? Tao có kêu mày tổ chức fan meeting cho tao đâu. Tao không biết gì đâu. Mày kêu tao ra đây là vì có kèo thơm, có gái đẹp tao mới ra chứ. Ủa chứ kèo này không thơm à? Mấy bạn không đẹp hả? Trời ơi, mày coi mày nói chuyện là kỳ kỳ. Mày nghĩ đi nè, hôm nay vừa các bạn đẹp, thơm gặp mày, fan mày bây giờ là mày là thành idol giới trẻ rồi. Bạn ơi mày lắm, có 280 ngàn à. Mày tính gài tao? Ủa, nói gì là sai. Tao là bạn mày, tao giúp mày thôi chứ gài gì, mất quan điểm. Sao trả không? Thôi thôi thôi, tao không biết đâu. Tao đi đây. Ok, bây giờ mày không trả cũng được. Bây giờ cái hình này tao mày chụp mày ôm hai bạn này rồi tao gửi cho Ngọc nha. Nghĩ lại nha, cái giá phải trả đắt lắm á. Tao không trả đâu, đừng có hòng. Ê, không trả đâu không được đâu nghe, tới số á. Ê, anh Long. Ngọc. Anh Long chờ Ngọc có lâu không? Anh mới tới à, mình đi chơi nha. Dạ. Ê, mày định không cho tiền bánh tao không mày? Ủa, tiền bánh gì? Anh Long ăn bánh không rủ Ngọc hả? Anh có ăn uống được gì đâu. Có. Nè, tao ăn có biên lai nè, có hình đàng hoàng luôn. Ê, anh đã ăn uống được gì đâu, em đừng có nghe cái thằng tào lao này nói. Cái câu chuyện á là vậy nè, anh kể cho Ngọc nghe. Anh tổ chức học fan cho nó, anh mời fan tới, xong rồi anh còn phải mua bánh. Anh cho fan của nó mang về vậy mà nó không chịu trả tiền cho anh, em coi chịu nổi không? Fan gì nữa? Nè, fan nói chụp hình cho nó nè. Ai bảo mày tổ chức meeting cho tao? Mày là đứa ném bánh vô tay, gấp bánh vô tay người. Ok, bây giờ mày lật lọng đúng không? Ngọc, em nên coi lại mối quan hệ này, thằng này là một thằng keo kiệt. Chắc anh Long không keo vậy đâu, chứ bạn bè không trả thì kỳ lắm. Đúng rồi đó. Anh làm gì có keo đâu em, tao trả là được chứ gì. Ừ. Chậm xíu, làm gì mà mày căng vậy? Ủa, đồng tiền liền khúc ruột mày, lẹ mày, có thật mới vừa được đạo mày. Này, 280. 280 hả?
Tiền ship là 20 ngàn đó mày. Ship gì? Mày đi bộ ở đây ship gì? Ủa bây giờ xe chạy bằng xăng, tao cũng phải ăn cơm, tao mới đi bộ lên được cái bộ. Đồ đâu phải từ trời rơi xuống đâu, tao cũng phải tới đó tao lấy. Mày quá đáng lắm rồi. Em nên coi lại thằng này thật sự. Thằng này là một thằng keo kiệt, không phải là bình thường đâu. Chắc anh Long không keo vậy đâu ha. Chứ không bo là keo thiệt đó. Thì bởi vậy không bo là keo thiệt đó. Anh bo suốt. Suốt đi, lẹ đi, lẹ đi. Ơi, gì vậy mày? Này, 300 của mày á. Trời ơi, tuyệt vời, dạ cảm ơn quý khách. Đã sử dụng dịch vụ nha. Trời ơi, thật là phóng khoáng. Cảm ơn mày, mày biến đi giùm tao cái. Em ơi, em chọn đúng người rồi đó. Đi chơi đi. Mình đi chơi em. Ừ, đi chơi vui nha. Bye bye anh. Ừ, này nó dễ thay lời lắm á. Kỹ á. Ừ. Ơi. Ôi xời. Sài Gòn thật là dễ kiếm tiền. À, cái này về cho ba. Cái này mình bỏ túi. Ừ, không. À, cái này đưa ba, cái này mình bỏ túi. Nó đi đâu từ sáng tới giờ nó quên cha già này rồi. Trời ơi. Phi ơi, Phi ơi, Phi con đi đâu vậy Phi? Ba. Con đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Con đi làm. Trời ơi, con có biết là sinh mạng của ba nặng như ngàn cân treo sợi tóc không? Con ơi, con vì nghĩa tình cha con mà con hãy cứu ba. Nếu không thì số mạng của ba do mẹ con định đoạt. Chuyện gì vậy ba? Chuyện là... Nói thiệt á, tôi không tin. Đánh chết tôi cũng không tin là thằng Phi mà nó soạn hàm mà sót. Cái này là nó nhận tội giùm chị ai nè. Đúng không? Châu. Hả? Không làm gì mà hết hồn vậy. Nó nhận tội giùm ai đúng không? Bà hỏi thằng Phi sao mắt của bà nhìn tôi. Không còn ông chứ còn ai. Không là ông chứ là ai. Dạ thưa mẹ, xin lỗi mẹ chuyện này. Tại vì bữa đó là con với ba cùng soạn hàng. Rồi con thấy ba hơi mệt, cho nên là con mới nói thôi ba đi nghỉ đi để con soạn giùm cho. Mà có một mình con rồi cho nên là nó bị thiếu sót. Mẹ không tin. Nói cái gì mẹ cũng không tin. Con là một đứa kỹ lưỡng chỉnh chu hồi nào tới giờ. Tại sao kỳ này con lại sót như vậy chứ? Thấy chưa, em đã nói là mẹ không dễ bị dụ rồi mà. Cứ chờ coi đi. Mẹ tin tưởng anh hai nhất nhà. Ảnh mà đã nhận á, thì phải hay không mẹ cũng bỏ qua thôi. Chị nghĩ coi em có bất nát cái gà như được chẩn toản không? Em tào lao quá. Mỹ nói gì vậy? Con đang nói thằng Dương. Mẹ nói tiếp đi. Có thiệt là ông nhờ nó soạn hàng hay không? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Ông nhìn thẳng cái mắt tôi nè, tôi hỏi thì ông phải trả lời. Có phải là ông nhờ thằng Phi hay không? Bà không tin tôi hả? Tôi thề nè. Thôi khỏi thề. Cái chiêu này nó xưa quá rồi. Mẹ, thật ra cái chuyện này là lỗi của con. Thôi để con lấy tiền của con đền lại tiền hàng cho mẹ. Cái vấn đề mẹ không muốn nói là tới tiền bạc, nhưng mà mẹ muốn nói về trách nhiệm. Nếu ở trong gia đình này, cái người nào làm sai, họ phải biết sai để họ sửa sai. Như vậy mới gọi là người có trách nhiệm. Rồi cùng nhau mình giải quyết vấn đề chứ không phải là tiền bạc, hiểu chưa? Đừng mắc bẫy, tỉnh táo lại càng ngon. Sập bẫy đó. Mẹ đang đánh đòn tâm lý, ba nhận là chết chắc. Kiên quyết nha ba, dọa lây tụi con đó. Thôi được rồi, bây giờ lỡ này tôi sẽ bỏ qua, tôi không truy cứu. Ông Châu. Hả? Nữa hả? Cái gì? Nhưng mà kỳ này, cái thùng xì nách mì này ông bán nha. Tôi bán hả? Tại vì tôi tin tưởng ông. Trong cái gia đình này,
Tại vì ông là cái người đầu óc ông hay lắm, có nhiều cái chiến lược giỏi lắm, nên tôi tưởng tôi giao cho ông. Ông bán nha. Trời ơi, bán sao hết vậy trời? Con chào chú. Chú ơi, con nghe nói ở đây mình có bán cái loại mì nếp mà đang khuyến mãi đúng không chú? Mua một tặng một á. Đâu có, chị giảm giá thôi. Hả? Đúng rồi, cái này nè. Dạ. Giảm giá thôi chứ không phải mua một tặng một. Giảm giá 50, còn 45 thôi. 45 hả chú? Ừ. 40. Dạ thôi. Không phải chú nói chú quảng cáo nha. Hồi xưa đó, trời ơi, chú mập tới mức độ mà ta nói là trâu heo á. Rồi chú ăn là khoảng có 10 ngày thôi mà chú sụt 10kg đó. 10 ngày mà ốm có 10kg? Ờ. Ốm gì ghê vậy chú? Mua thử ăn có biết liền à. Nhưng mà dạ con nghe cũng thích lắm á, nhưng mà thà cái này á, nó mua một tặng một á thì ăn mà ốm có tàn hình luôn con cũng ăn nữa. Còn giảm có 10 ngàn thì con thấy hơi ít đó. Vậy thôi con không mua đâu, con đi nha. Nè, mua một tặng một hả? Dạ. Thì chốt đơn nha chú, chốt đơn nha. Chốt đơn, cái gì mà chốt đơn? Cái gì? Ông quá trời ông rồi ha. Trời ơi, bán hàng giảm giá đã là lỗ rồi mà bây giờ ông bán một, ông tặng một thôi. Bây giờ ông bưng nguyên cái tiệm này, ông giao cho người ta luôn đi. Làm bán gì vậy? Tôi chỉ nói giảm giá thôi mà. Tôi nói thiệt với ông nghe, ông buôn bán đàng hoàng thì còn có cơm ăn nghe. Ông buôn bán cái kiểu đó là nhịn đói nghe chưa? Ông phải bù lỗ tiền này rồi muốn làm gì cũng làm nghe chưa? Lỗ này là lỗi của ông đó. À chú, không mấy chuyện gia đình mình á, mình để tối mình họp kín được không? Cái này chú có định bán bây giờ sao? Làm ăn thiệt tình lỗi của ông, muốn bỏ tiền ở đây muốn làm gì làm, còn không hả nhịn đói đi. Tôi nói thiệt với ông á, bây giờ tôi chán ông dữ lắm rồi ha. Bây giờ buôn bán đàng hoàng thì cho ông bán ha, còn không là ông chết với tôi à. Ông nói sao buôn bán một tặng một là con nhỏ gì đó nói hả? Con nhỏ nào đâu, chỉ tôi coi con nhỏ nào. Tôi đâu có nói con nhỏ nào. Đây nè, thấy không, thấy chưa, xạo dễ sợ chưa. Con nhỏ nào đâu, có con nhỏ này thôi hà. Muốn bán gì cũng tùy ông hết trơn á. Giảm giá ra là lỗ rồi mà một tặng một nữa. Tôi nói rồi nghe, nghe ông làm sao ông bù đủ tiền cho tôi thì ông làm nghe. Năm hết thương tôi rồi hả? Năm không một đứa nào phụ ba bây hết nè. Tôi không nói, tưởng là tôi không biết hả? Tôi biết hết nhưng mà tôi không thèm nói. Tôi ở với ông mấy chục năm mà, ông thở có hơi thở ông là tôi biết ông muốn cái gì rồi. Tự làm thì tự chịu ha. Mẹ nhắc lại một lần chót, mấy đứa không được đứa nào lén phén âm thầm giúp đỡ ổng hay chưa. Mẹ mà biết một cái đó nghe, đừng trách sau này cuộc đời tụi con bị cay đắng nghe chưa. Tới giờ con phải đi làm rồi, con đi làm trước nha. Bye bye. Con cũng đi làm chứ trễ người ta nói hoài kỳ. Đi con đi ôn bài, con đi ôn bài. Con đi ôn bài, con đi ôn bài. Diện binh đi hết rồi, không ai đem ông cầu cứu đâu. Tôi nói rồi nha, bây giờ tôi đi, một chút tôi về mà chưa hết thùng bánh đó nghe, tới số ông đó.